Ở một trung tâm bảo tồn sư tử của châu Phi, một chú sư tử trắng nhỏ đã thành công ra đời. Ông chủ của trung tâm bảo tồn đó vô cùng vui mừng và muốn đưa nó cho con trai lớn của mình nuôi dưỡng. Có điều, sư tử trắng lại không có thiện cảm với cậu, mà ngược lại chỉ thích chơi đùa cùng cô con gái Mia của ông chủ. Nó trèo lên máy tính của Mia và muốn Mia chơi đùa cùng mình, nhưng Mia lại không hề thích chú. Cô và mẹ mình từ London đến đại thảo nguyên Nam Phi, xung quanh không có bạn bè thân thích mà chỉ có tiếng gầm rú của thú hoang và một gia đình không hòa hợp. Tình cảm giữa bố và mẹ không mấy tốt đẹp. Trước đó suýt chút nữa đã ly hôn. Người anh vì quá sợ hãi nên đã mắc chứng rối loạn hoảng sợ, nên mỗi ngày đều phải nghe mẹ kể chuyện thần thoại về bộ lạc Sangana thì mới có thể ngủ. Từ sau khi đến châu Phi, người bạn ở London của cô cho rằng cô là một kẻ quái dị, nên rất ít khi để ý đến cô. Ở đại thảo nguyên, cô giống như một ngọn cỏ hoang đơn độc vậy. Nhưng rất nhanh cô đã phải thay đổi thái độ của mình. Khi sư tử trắng được 3 tháng tuổi, nó thích tranh bóng với cô, đương nhiên là cô không thích và bắt đầu giằng xé với nó. Sau khi tranh giành quyết liệt, cô đã mệt lử và chỉ biết nhìn chú sư tử trắng cắn nát quả bóng. Cô ôm chú sư tử đi tìm anh trai và bảo anh hãy mang con sư tử trắng ngớ ngẩn này đi, nhưng người bố lại bảo cô phải yêu động vật. Phát hiện ra vẻ đẹp của động vật, cô cảm thấy người bố đang chế giễu mình, nên trong lòng tràn ngập sự tức giận, la hét dữ dội với đám sư tử to xác ở đằng sau hàng rào thép gai. Nhưng chú sư tử trắng lại mặt dày mà cứ bám miết lấy cô, nó leo lên giường và quấy rối cô bất cứ lúc nào. Bất lực, cô chỉ còn biết lấy bình sữa cho sư tử trắng ăn. Nhìn thấy chú ăn như hổ đói, trong lòng cô liền dâng trào một cảm xúc mới lạ. Cuối cùng cô cũng thích con mèo ngây thơ và dễ thương trước mặt này. Cô bắt đầu dắt chú sư tử trắng ra ngoài chơi, buộc đồ chơi vào xe trượt và cùng sư tử trắng giành giật món đồ chơi. Đã vậy, cô còn biến xe trượt thành chiếc xe tải nhỏ để đưa sư tử trắng đi khắp nơi. Khi bố mẹ thấy cô yêu sư tử trắng thì trái tim họ tràn đầy niềm tự hào và cảm thấy đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Trong những ngày chăm sóc sư tử trắng, Mia dần thoát khỏi sự non nớt của một cô bé và bắt đầu trở nên độc lập và có trách nhiệm hơn. Đêm đó anh trai lại nằm mơ, cô đến phòng của anh mình, kể cho anh nghe câu chuyện về bộ tộc Sangana để an ủi anh. Dưới sự dỗ dành của Mia, người anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mẹ cũng chứng kiến sự trưởng thành của Mia, nhưng người mẹ nhắc nhở cô rằng sư tử dù sao cũng là động vật hoang dã, sư tử trắng càng ngày càng lớn nên trong lúc chơi đùa phải chú ý an toàn. Nhưng cô căn bản lại không nghe lời khuyên của mẹ mà để chú sư tử trắng 4 tháng tuổi sống chung trong phòng với mình. Ban đêm cô mở nhật ký của bố mình ra, xem những nỗ lực không mệt mỏi của bố để bảo vệ đàn sư tử. Cô bắt đầu ngưỡng mộ cha mình, theo cha cho đám sư tử trưởng thành ăn, cùng cha cưỡi xe 3 gác xem đà điểu chạy và xem hà mã nô đùa dưới nước. Cô nói với cha mình rằng cô không muốn ông bán con sư tử trắng đi bởi vì nó không giống những con sư tử khác. Nhưng người cha lại nói với cô rằng động vật hoang dã mãi mãi là động vật và không thể là thú cưng ngoan ngoãn được. Hơn nữa nếu không bán một số con sư tử cho sở thú thì khu bảo tồn cũng sẽ không có nguồn vốn và có thể sẽ phá sản mất. Đến lúc đó đại đa số sư tử sẽ không có nơi để ở. Cô không đồng ý với cách nghĩ của cha mình vì ông thật ngây thơ và không hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc không có tiền để nuôi những con sư tử này. Khi sư tử trắng được 5 tháng, Mia phải đi học 2 tuần nên người bố đã nhốt sư tử trắng cùng với những con sư tử khác. Nhưng sư tử trắng lại giận dỗi, không chịu ăn uống, những con khác bắt nạt nó cũng không đánh trả, đã vậy còn đập đầu nó đến phọt cả tiết canh nữa. Mia ở trường cũng khó ăn khó ngủ, cuối cùng cô trốn học bắt xe về nhà. Khi sư tử trắng nhìn thấy cô, trong lòng tràn đầy niềm vui mà một hơi uống hết 10 bình sữa. Người mẹ nhìn thấy Mia vừa hát vừa cho sư tử ăn thì trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Bà hiểu rằng mối quan hệ giữa Mia và sư tử trắng đã không thể phá vỡ, thế là bà chỉ có thể để Mia ở nhà và tiếp tục nuôi dưỡng chú sư tử trắng. Điều này khiến Mia vô cùng vui vẻ. Cô tắm cho sư tử trắng và cùng chú chơi đùa trên đồng cỏ xanh. Sư tử trắng cũng coi cô là người bạn tốt nhất. Trong mắt bảo mẫu, Mia chỉ là một kẻ điên, còn trong mắt anh trai, Mia trở thành tiểu tinh linh và nàng tiên trên thảo nguyên. Tuy nhiên khi sư tử trắng lớn lên thì cuối cùng một tai nạn đã xảy ra. Trong một hoạt động tham quan, nhân viên chăn nuôi thực tập sinh muốn sư tử trắng tương tác với khách du lịch nhưng lại bị sư tử trắng tấn công và bị thương nặng, thế là hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Người bố lập tức nổi giận, nhốt sư tử trắng vào lồng. Mia không hiểu được nên đã cãi nhau với bố. Bố nói với cô rằng trung tâm bảo tồn đang gặp khủng hoảng tài chính, chỉ có thể dựa vào du lịch để kiếm tiền, nếu không thì khu bảo tồn sẽ phải đóng cửa. Nhưng Mia lại không thể hiểu được cách làm của bố. Sau vụ tấn công, ngành du lịch sư tử đã hoàn toàn sụp đổ và người bố cũng nhận được nhiều tin tức về việc trả nợ. Lúc này đích chủ câu lạc bộ săn sư tử đã tìm đến ông và muốn mua sư tử để khách săn bắn, nhưng lại bị ông thẳng thừng từ chối vì ông đã đồng ý với vợ tuyệt đối không bán sư tử cho bãi săn. Tuy nhiên, khi đối mặt với việc khu bảo tồn sắp đóng cửa, cuối cùng ông cũng đành chọn cách thỏa hiệp và khu bảo tồn lại nhận được nguồn vốn bơm vào. Mọi thứ lại khôi phục lại như ban đầu, chỉ là thường xuyên có sư tử bị bán đi, còn cuộc sống của Mia vẫn tự do và chơi đùa với sư tử trắng như trước đây, thậm chí còn dành cả đêm ở trong lồng với sư tử trắng. Cô coi sư tử trắng là tất cả với mình. Thời gian trôi qua, sư tử trắng đã được 2 tuổi và trở thành một chuyên gia ăn hại, chỉ với một bàn cào đã có thể rạch nát ghế ô tô. Mẹ cô nhiều lần nhắc nhở sư tử trắng rất nguy hiểm nhưng đều bị cô làm ngơ. Hôm đó, cô đưa anh trai mình vào chuồng sư tử trắng để anh mình chơi với nó. Sau khi mẹ nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, sợ con trai mình sẽ bị tấn công. Người cha rút súng nhắm thẳng vào con sư tử trắng. Anh trai mắc chứng rối loạn hoảng sợ nên đã trượt chân và đập đầu xuống đất, hên là vết thương không nghiêm trọng. Có điều người bố thực sự đã nổi điên lên và nhốt sư tử trắng vào trong lồng sư tử trưởng thành và ra lệnh cấm Mia tiếp xúc với sư tử trắng. Nếu bị ông phát hiện ra thì ông sẽ bán sư tử trắng đi lấy tiền. Mia muốn ra sức phản bác nhưng trước áp lực của cả cha và mẹ, cô chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp, nhưng trong lòng lại vô cùng chán nản. Người bố an ủi cô, qua mấy ngày nữa, sư tử trắng sẽ bị
bình tĩnh lại và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô nhìn bố lo lắng giữ khu bảo tồn mà cũng tha thứ cho ông. Những ngày sau đó, Mia chơi với sư tử trắng qua hàng rào thép gai và kể chuyện cho sư tử trắng nghe. Lúc này, rắc rối lại lần nữa xảy ra. Chứng rối loạn sợ hãi của anh trai ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong lòng anh bắt đầu chấp nhận cam chịu và nghĩ mình vô cùng hèn nhát. Mia nói với anh trai rằng anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất và đã cứu rất nhiều động vật bị thương. Cô lại bước vào lồng của sư tử trắng trước mặt anh trai mình để chơi đùa cùng nó. Cô nói rằng mỗi người đều có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, giống như sư tử trắng trưởng thành trước mặt vậy. Chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ. Người anh vô cùng cảm động và dùng điện thoại quay lại video. Không ngờ tối hôm đó, bố vô tình xem được đoạn video. Ông lập tức nổi giận và nhốt sư tử trắng vào một chiếc lồng đặc biệt để bán nó đi. Lúc này, Mia hoàn toàn suy sụp và anh trai cô cũng rơi vào sự tự trách. Nhưng Mia lại không nhận thua. Cô lặng lẽ trốn trong xe mà bố chở sư tử đi bán, để xem thử xem sư tử sẽ được bán đi đâu. Kết quả là sự thật khiến cô phải bàng hoàng. Người bố lại đem sư tử cho đích ở câu lạc bộ săn bắn và một du khách săn thú độc ác đã bắn chết sư tử tại chỗ. Hơn nữa, trong lòng đích đã dự tính để sư tử trắng cho một khách hàng lớn đến săn lùng nó. Nhìn thấy cảnh thảm thương của sư tử, Mia hoàn toàn suy sụp. Thế là cô bắt đầu coi thường bố mình. Sau khi về đến nhà, cô nói với anh trai, cha đã bán sư tử cho câu lạc bộ săn bắn, nên cô phải đưa chú đến khu bảo tồn thiên nhiên ở Timbervati, vì ở đó cấm săn bắn. Anh trai lập tức tìm kiếm trên bản đồ và phát hiện ra khu bảo tồn cách đây gần 1.000 dặm, phải lái xe thì mới có thể đến đó. Nhưng điều này cũng không làm khó được Mia. Cô đã lấy được chìa khóa lồng từ chỗ bảo mẫu và thả tất cả sư tử và những động vật châu Phi ra ngoài, rồi dắt theo sư tử trắng đến thảo nguyên. Sau khi người bố phát hiện ra, thì liền lái xe đuổi theo cô. Cô giật khẩu súng gây mê của cha mình và cho cha mình ngủ luôn, rồi lái xe của ông cùng sư tử trắng lên đường. Cô vô cùng vui mừng vì cô đang trên đường đi cứu người bạn thân nhất của mình. Ở bên này, Dick tìm đến bố Mia, dùng các khoản nợ của trung tâm bảo tồn để đe dọa ông và nói rằng sẽ dẫn thợ săn đi săn sư tử trắng mà Mia cũng đang nằm trong phạm vi săn bắn. Người cha lập tức nổi giận và cảnh báo Dick đừng có quá quát, nhưng vì để kiếm tiền nên lão ta gì cũng dám làm. Người cha lập tức lo sợ và đưa gia đình lên đường đi tìm Mia, và khi đang lái xe, Mia cũng đã gặp phải rắc rối lớn. Dưới sự tấn công bằng tiền của tên Dick, cảnh sát đã phát lệnh truy lùng và giết sư tử trắng. Thế là Mia chỉ có thể để chiếc xe lại, dẫn theo sư tử trắng băng qua một trung tâm mua sắm lớn và đi vào bên trong thảo nguyên. Lần đầu tiên tiếp xúc với đồng cỏ bên ngoài, sư tử trắng vô cùng kích động. Nó nằm bò trên mặt đất và ngửi mùi đất, đồng thời cũng săn một con đà điểu. Thế là con đà điểu lập tức đắp chiếu ngay tại thảo nguyên bao la. Còn Mia thì cắt một miếng thịt đà điểu để vào trong túi. Sau 2 ngày đi đường, tên Dick và người thợ săn đã đuổi kịp Mia. Mia bảo sư tử trắng chạy trốn, nhưng tên Dick đã đánh cô gục xuống đất một cách tàn nhẫn, và chính điều này đã khiến sư tử trắng nổi điên lên. Nó vồ lấy lão Dick và bắt đầu gặm nhấm. Lão ta cầm súng săn lên nhưng lại quên không lắp đạn vào, rồi bị dọa sợ đến mức dùng mình mà trốn vào trong xe. Tiếp đó, Mia lập tức dẫn sư tử trắng đi, còn lão Dick thì bị cắn cho te tua, nhìn khá đẹp mắt. Ở bên này, tên Dick vừa đứng dậy thì cha của Mia đã đến và giáng cho lão ta một đòn đau điếng. Thế là lại được ăn thêm một cú nữa, khá thú vị đó nha. Sau khi nhìn thấy tên Dick, người mẹ dường như suy sụp. Bà không thể tha thứ cho chồng, vì năm đó nỗi ám ảnh của con trai cả chính là do bị dọa trong khu săn bắn của hắn ta mà ra. Lúc đó chính là người chồng đã bán sư tử cho tên Dick. Nói xong, bà ôm con và bật khóc, đồng thời hạ quyết tâm không thể bỏ qua cho chồng dễ dàng được. 3 ngày sau, do thiếu lương thực và nước uống, Mia đã ăn thịt đà điểu trong túi, nhưng cô vẫn trong tình trạng yếu ớt và không thể theo kịp tốc độ của sư tử trắng. Ngay khi cô sắp hết nhiên liệu thì khu bảo tồn thiên nhiên Timbervati lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Người Sangana trong khu bảo tồn khi nhìn thấy sư tử trắng thì trong lòng tràn ngập sự tôn kính, vì trong mắt họ, sư tử trắng là biểu tượng linh thiêng. Mia để sư tử trắng vào khu bảo tồn, nhưng không ngờ được là bố lại dẫn một đoàn cảnh sát đến. Cảnh sát chĩa súng vào sư tử trắng, lính bắn tỉa trên trực thăng cũng đã nhận lệnh tiêu diệt. Mia khóc khản cổ cầu xin cha hãy bảo vệ sư tử trắng. Ông bố nhìn thấy cô con gái phờ phạc vẫn muốn bảo vệ sư tử trắng thì đột nhiên lại nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ. Khi đó ông tràn đầy nhiệt huyết và chỉ muốn bảo vệ sư tử. Ông đứng giang tay chắn trước họng súng, hộ tống sư tử trắng vào khu bảo tồn. Cảnh sát lập tức thu hồi lệnh tiêu diệt. Thủ lĩnh già của bộ tộc Sangana thì hát lên những bài hát cổ để chào đón sư tử trắng đến khu bảo tồn. Lúc này người không còn là người, sư tử trắng cũng không còn là sư tử trắng, mà chính là sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Một năm sau, Mia và gia đình cô lại đến khu bảo tồn. Lúc này sư tử trắng đã có gia đình riêng của mình và gia đình nó sinh được nhiều em bé đáng yêu, và khu bảo tồn của cha cô cũng được một quỹ từ thiện giúp đỡ và trở thành khu bảo tồn sư tử an toàn nhất ở Nam Phi. Hơn 100 năm trước có 250.000 con sư tử ở lục địa Nam Phi, nhưng do bị con người săn bắt liên tục, hiện giờ chỉ còn lại 20.000 con. Nếu không được bảo vệ thì sau 20 năm nữa, sư tử hoang dã trên thảo nguyên châu Phi có thể biến mất và nhiều con sư tử chết dưới tay những du khách đi săn người da trắng. Và trong bộ phim này, những huyền thoại và truyền thuyết về Sangana được xen kẽ với những ẩn dụ để cảnh báo nhân loại rằng những ham muốn và ác ý của con người đang đẩy nhanh sự hủy diệt của trái đất. Đừng phớt lờ quy luật tự nhiên. Bên cạnh những lời cảnh báo, bộ phim còn mang đến hy vọng cho Mia, người đã vượt hàng ngàn dặm để bảo vệ sư tử. Rồi người bố chợt tỉnh ngộ và đã dùng thân mình để bảo vệ sư tử trắng cũng như khu bảo tồn thiên nhiên, và cảnh sát cuối cùng đã dừng lại. Những điều này mang đến cho khán giả nhiều hy vọng dưới sự săn bắt tàn nhẫn. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nhớ là hãy like, để lại bình luận và share cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tập phim tiếp theo nhé.